Mệt không? Đợi tính lấy nước cho uống. Thôi, không cần đâu anh ạ. Hôm nay em gặp anh ấy là có chuyện gấp, cần nhờ anh giúp đây. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì cứ nói với anh. Mình sắp cưới nhau đến nơi rồi, mày cứ dùng cái thái độ khách sáo như người lạ này là không hài lòng đâu nhá. Anh ạ, hôm nay bệnh viện mới gọi về báo với em là bệnh tình của anh Kiên đã trở nên nặng lắm rồi, cần phải mổ gấp. Nhưng mà phải nộp trước viện phí là 50 triệu. Số tiền lớn như thế thì em chưa có, nên em muốn hỏi anh là anh có 50 triệu không? Cho em mượn, rồi em đi làm rồi em sẽ trả lại cho anh. Úi giời, 50 triệu cơ, nhiều thế. Thế anh làm gì mà có đủ bây giờ? Anh Hải, nhưng mà anh có nhiều bạn bè, anh thử hỏi mọi người xung quanh xem là có ai có không. Anh hỏi giúp vay hộ em được không ạ? Bạn bè anh có thì đúng là có thật, nhưng mà chúng nó làm gì có tiền đâu. Mà có ấy, chắc gì chúng nó cho vay. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà em. Mà anh nói thật, cái chuyện anh trai em bị bệnh thì đấy là chuyện của anh trai em. Em là em gái, cứ lo tốt chuyện của mình đi. Sao em có phải lo bao đồng như thế làm gì nhỉ? Anh Hải, anh Kiên là anh trai ruột của em mà, sao anh lại bảo là em lo chuyện bao đồng được? Từ nhỏ đến lớn ấy, em đều là được anh Kiên nuôi, cho đi ăn học, anh ấy có khác gì là bố mẹ của em đâu. Bây giờ anh ấy ốm nặng như thế, em phải có trách nhiệm mà lo chứ. Mà kể cả bây giờ anh có cho em vay thì em làm gì có khả năng mà trả cho anh, đúng không? Em nhìn mà xem, mấy tháng nay em cứ chạy tới chạy lui những bệnh viện như thế, đến nỗi công ty cho nghỉ cả việc ở nhà, như thế lấy đâu ra lương mà trả cho anh hả? Hay là bây giờ em muốn anh lo cho cả anh trai của em đến hết đời hả? Em côn nhanh đâu ngu đâu. Anh hả? Em không ngờ anh là loại người vô tình vô nghĩa như thế đấy. Tại sao anh lại có thể tính toán tiền bạc với cả người thân của mình nhỉ? Với anh ấy, thì tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, cái gì đều ra cái đấy nhá. Với cả là anh và em đã cưới nhau đâu, như thế làm sao coi là người thân được, đúng không? Anh nói rồi, bây giờ anh cho em hai lựa chọn. Một, nếu như em không còn lo chuyện bao đồng nữa thì mình tiếp tục hôn nhân. Còn hai, mình chia tay. Được, coi như ấy là ngày hôm nay em đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh rồi. Chia tay đi. Kìa, Tường Sơn. Anh Long, anh lại đuổi việc thư ký nữa đấy à? Người này đã là người thứ 20 trong tháng này rồi đấy. Bọn họ không có năng lực. Anh biết thừa bọn họ xin vào đây chỉ để tiếp cận anh, tán tỉnh anh thôi. Một đám người nông cạn, họ muốn treo cao mà. Sao ai cũng nói như vậy ấy nhở? Anh đã bị ám ảnh chuyện trong quá khứ quá rồi đấy. Anh lúc nào ấy cũng nghĩ như là phụ nữ trả ra làm sao ấy. Thôi được rồi, em chỉ tìm thư ký cho anh nốt lần này thôi đấy nhá. Người lần này ấy là bạn thân thời đại học của em, vừa giỏi giang, chăm chỉ, lại còn khiêm tốn nữa cơ. Cô ấy mà không được ấy thì em cũng hết cách với anh rồi ấy nhá. Lại là bạn của em. Anh chán cái đám bạn tiểu thư của em lắm rồi. Anh yên tâm đi, cô ấy không phải là tiểu thư đâu. Alo, Tường San đấy à? Tôi đang có một tin tốt và một tin xấu cho bà. Bà muốn nghe cái nào trước? Tin tốt trước à? Tin tốt ấy là tôi vừa tìm được việc làm mới cho bà rồi đấy. Wow. Bà đừng nói với tôi tin xấu ấy là làm thư ký cho anh trai của bà đấy nhá. Làm thư ký cho chủ tịch, lương cao, tốt thế còn gì nữa. Đấy là bà chưa biết đấy thôi. Chỗ bạn bé, tôi cũng không giấu giếm bà làm gì cả. Ông anh trai tôi tính tình cực kỳ quái gở luôn. Trước bà ấy có 20 người nữa phải bỏ chạy rồi đấy. Rồi, bà đừng có bảo là anh trai của bà có sở thích kỳ lạ, là tên biến thái thích sàm sỡ phụ nữ đấy nhá. Bà bị hâm à? Tất nhiên ấy là anh trai tôi không phải là người như vậy rồi. Chẳng qua ấy là anh ấy bị ám ảnh về chuyện bị vợ sắp cưới bỏ rơi ấy mà. Cho nên là ấy, lúc nào anh ấy cũng nghĩ là người phụ nữ nào cũng xấu xa cả. Ôi, anh Long, anh đứng đây lúc nào đấy? Em tìm thư ký mới cho anh đây này. Dạ, em chào anh, em tên là Tường San,
là thư ký mới của chủ tịch ạ. Này, bà này, tôi chỉ giúp bà đến đây thôi nhá. Còn đâu ấy, trụ được hay không ấy, đều là do bản lĩnh của bà đấy. Tôi đi trước đấy nhá, bye bye. Cô lấy giấy bút ra đi, ghi nhiệm vụ của mình vào. Tôi không nhắc lại hai lần mà. Dạ vâng ạ. Sáng 8 giờ đi làm, mua cà phê cho tôi. Buổi trưa được mua bún đậu của tôi ăn. Chào chủ tịch ạ. Thưa chủ tịch, em đã làm theo đúng yêu cầu của anh đấy ạ. Đến sớm trước chủ tịch 30 phút và chuẩn bị kế hoạch làm việc trong ngày. Ngoài ra còn có cà phê cho anh đấy ạ. Định tranh thủ gây ấn tượng với tôi à? Các cô cũng như nhau cả thôi. Hơi nguội, cô đi pha lại đi. Dạ vâng ạ. Cà phê mới của anh đây ạ. Hơi nhạt. Anh thử đi ạ. Tạm được. Báo cáo chỉ tiêu kế hoạch tháng này của tôi đâu? Cái đấy tôi chưa kịp làm ạ. Nhờ bây giờ tôi đi làm ngay luôn đây ạ. Tại từ nãy giờ tôi cứ mãi pha cà phê cho sếp cho nên là... Tôi thuê cô đến đây để làm báo cáo, chứ phải thuê cô đến đây để pha cà phê đâu. 5 phút nữa mà không có báo cáo, cô tự giác nghỉ việc đi. Dạ vâng ạ. Trông thì cũng xinh đấy. Để sếp chịu được bao lâu. Thưa chủ tịch, báo cáo đây ạ. Làm lại đi. Thưa chủ tịch, hôm nay gia đình em có việc gấp, anh cho em xin phép về trước 30 phút được không ạ? Đối với tôi chỉ có nguyên tắc, không có tiền lệ. Nhưng mà thực sự việc này rất là gấp ạ. Mong chủ tịch cho phép. Trong hồ sơ xin việc của cô nói cô rất giỏi tiếng Anh đúng không? Vậy cô về nhà dịch đống tài liệu này sang tiếng Anh cho tôi đi. Sáng mai tôi cần gấp. Nếu như cô cảm thấy cô không làm được, cô tự giác xin nghỉ việc đi. Anh Long, cái đống tài liệu này ngay cả phiên dịch của công ty cũng phải mất đến 2 ngày mới dịch xong được. Vậy mà anh bắt cái Tường San làm trong vòng một đêm à? Sao? Thế bỏ cuộc rồi à? Bây giờ cô ấy mắng em chạy đây mắng cả anh cơ à? Anh nhìn lại đi, cô ấy đã làm xong rồi đấy. Rõ ràng ấy là anh đang làm khó nó mà. Cái đống tài liệu vớ pha vớ vẩn như này mà anh cũng đưa cho Tường San làm à? Nhưng mà ấy, cái Tường San nó lại tin là tập tài liệu này rất là quan trọng. Cho nên là nó thức cả ngày lẫn đêm để làm cho anh đấy. Anh biết nó làm việc ở đâu không? Ở bệnh viện đấy. Tối hôm qua anh nó phải phẫu thuật để cắt khối u. Nó vừa phải thức trông anh trai, vừa phải làm cái đống tài liệu vớ vẩn này cho anh đấy. Đến sáng thì nó ngất vì kiệt sức luôn. Anh đã vừa lòng chưa? Có chuyện đó à? Phải. Nó là vì cần tiền để chữa trị cho anh trai của nó, cho nên là nó mới phải nhịn anh thôi. Vậy mà hơi một tí anh lại đòi đuổi việc nó à? Tại anh không biết, anh tưởng là nó có mục đích gì. Thôi, anh đừng có nói gì nữa. Em nói cho anh biết, không có một ai làm tốt hơn Tường San nữa đâu.
Hôm nay em sẽ nghỉ để vào bệnh viện với Tường Sang. Em mặc kệ anh đấy. Linh, Chủ tịch, em xin lỗi vì em đã đến muộn hơn chủ tịch rồi ạ. Không sao, là do tôi đến sớm hơn cô. Cô mau đi về đi, tôi cho cô nghỉ đấy. Dạ. Thưa chủ tịch, em xin lỗi vì ngày hôm qua em đã nghỉ không lý do. Thực ra là em có bảo với giám đốc Linh nói lại cho anh rồi, nhưng mà chắc là cô ấy quên ạ. Không sao, Bảo Linh đã kể với tôi rồi. Tôi cho cô nghỉ phép 5 ngày để vào chăm anh trai của cô đấy. Hết phép, cô quay lại đây, tôi sẽ cho cô ký hợp đồng chính thức. Nhớ này, nghỉ phép nhưng vẫn có lương nhá. Chủ tịch, anh nói thật ạ. Em cảm ơn chủ tịch ạ. Em xúc động quá, em không biết nói gì cả. Không biết nói gì thì đi đi, còn đứng đây làm gì nữa. Dạ vâng, em cảm ơn chủ tịch ạ. Hôm nay là chủ nhật mà, anh vẫn phải đến công ty à? Không, anh có hẹn với bạn của anh. Hôm nay em thấy anh lạ lắm đấy nhá. Lâu lắm rồi ấy, em mới thấy anh vui vẻ thế này. À, có phải là ấy, anh đang hẹn hò có đúng không? Không hổ danh là em gái của anh, cái gì cũng biết. Thôi, anh đi đã nhá, anh không muốn cô ấy đợi. Chúc anh hẹn hò vui vẻ, nhớ sớm tin chị dâu cho em đấy nhá. Em đến rồi đấy à? Hôm nay anh muốn gặp tôi có chuyện gì? Em bớt giận anh nhá. Em muốn gì? Tôi không muốn uống nước đâu. Có chuyện gì thì anh nói nhanh lên. Anh nghe nói là em mới được tuyển vào làm thư ký của chủ tịch FM đúng không? Đúng vậy. Anh trai của em chắc là chữa bệnh cũng xong rồi nhỉ? Đúng thế thì sao? Sao em lạnh lùng với anh thế? Thời gian qua anh rất là hối hận. Mình quay lại với nhau nhé. Anh bị làm sao đây? Lúc mà tôi gặp khó khăn ấy thì anh nằng nặc rời bỏ khỏi tôi. Còn bây giờ ấy, anh đòi quay lại. Anh có thấy là nực cười không? Không, anh chả thấy nực cười ở chỗ nào cả. Đôi nam nữ yêu nhau cãi nhau là chuyện quá bình thường, hết sức bình thường. Hơn nữa là chúng ta yêu nhau hơn 2 năm rồi, còn chuẩn bị cưới nữa cơ mà. Tại sao lại phải chia tay vì những lý do vặt vãnh, đúng không em? Không, tôi chắc chắn ấy, sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu. Khốn nạn. Thế thì em cũng nên xem lại bản thân của em. Em có gì hơn anh mà em nói anh? Đó, em đã không có gì rồi là đèo bòng thêm một thằng anh trai bệnh tật nữa. Này, nếu mà em không yêu anh mà cưới anh ấy, thì cũng chẳng có ma nào thèm để ý đến em. Anh bớt coi thường người khác lại đi. Để tôi nói cho anh biết, hiện tại tôi đã có người yêu mới rồi. Và anh ấy tốt hơn anh gấp nghìn lần đấy. Nên là từ giờ anh đừng có làm phiền tôi nữa. Người yêu mới? Anh không tin. Mình mới chia tay nhau 3 tháng rồi, tại sao em lại có người mới nhanh như thế được? Em đã lừa anh đúng không? Tại sao tôi lại phải lừa anh cơ chứ? Hôm nay anh ấy còn đi cùng tôi đấy. Anh ấy chính là người yêu mới của tôi đấy. Hôm nay anh ấy lo sợ tại vì tôi đi đến đây anh sẽ làm gì sai trái, nên là đã nằng nặc đòi đi theo tôi đấy. Chủ tịch xin anh hãy giúp tôi ạ. Người yêu à? Tôi vẫn không tin. Nếu mà thật sự hai người là người yêu của nhau thì hôn nhau thử xem nào. Chứng minh cho tôi xem đi. Anh biết rồi, rơi vào trước đi ạ. Này, đủ rồi nhá. Chuyện của cô bạn trai cô về nhà giải quyết, đừng mà lôi tôi vào. My, em về rồi à? Em đã phải bỏ hết vai diễn ở nước ngoài để về đây với anh đấy. Anh có vui không? Sao em lại nhìn chị với ánh mắt như thế? Chị sắp trở thành chị dâu của em rồi mà. Cái gì? Chị dâu á? Chị dâu con khỉ ấy. Lúc anh tôi phá sản, chị bỏ anh tôi để đi ra nước ngoài đóng phim.
Bây giờ ấy, anh trai tôi gây dựng lại được sự nghiệp, còn chị ấy chỉ là cái loại diễn viên hết đáp thôi. Chị định về để ăn bám anh tôi à? Đừng có mà mơ. Mày láo quá rồi đấy. Mày dám nói với tao như thế à? Sao mà tôi không dám? Cái loại người như chị ấy không đáng để được tôn trọng đâu. Tôi ấy sẽ không bao giờ để cho chị làm chị dâu của tôi cả. Kể cả là mày có phản đối tao đi chăng nữa ấy, thì anh trai mày cũng không quan tâm đâu. Anh ta hận tao cũng bởi vì anh ta quá yêu tao. Mà ngay khi vừa nghe thì tao nói là tao từ bỏ hết sự nghiệp ở nước ngoài để quay về đây là anh ta đã nhảy cẫng lên rồi. À, mà còn tin này nữa, mày đã biết chuyện anh ta đuổi việc con thư ký cũ chỉ để làm cho tao hài lòng không? Cái gì? Đuổi việc Tường San á? Làm sao có thể như thế được? Nhưng mà nó lại là sự thật đấy. Từ bây giờ tao sẽ làm thư ký thay cho con bé đấy. Tao sẽ ở bên cạnh anh ấy 24/24. Từ công ty về đến nhà riêng, từ phòng khách về đến phòng. Thôi, không nói nữa đâu. Ngại lắm. Đúng là cái loại gái lỏng lợi còn bày đặt. Mày còn danh kìa, mày đứng lại đấy. Cô Tường San. Cà phê của anh này. Em pha cho anh cốc cà phê nóng được không? Sao thế? Anh thay đổi rồi à? Trước đây anh có bày đặt như thế đâu. Chỉ cần là đồ em đưa thì anh đều thích mà. Với lại là em có biết pha cà phê đâu. Anh uống tạm đi nhá. Phải rồi. Anh thay đổi rồi em ạ. À, anh này. Em nghe nói là hãng phim Raja đang chuẩn bị bấm máy phim điện ảnh mà Tình Yêu Trở Lại. Hay là anh xin cho em đóng vai chính nhá. Đi mà, anh xin cho em đi. Em biết thừa là anh có 30% cổ phần của hãng phim này rồi. Anh mà không xin ý, là em dỗi đấy. Em đừng có nũng nịu như vậy được không? Ơ, chẳng phải là trước đây anh yêu em bởi vì em nũng nịu như thế à? À, với cả là anh mua cho em một cái xe mới nhá. Chứ sắp đóng vai chính rồi mà em cứ đi taxi như thế thì không hay đâu. Để anh tính. Em đi ra ngoài trước đi. Thế thì em đợi tin tốt của anh nhá. Đây là hợp đồng với cả công ty Vivu, em đã soạn xong rồi đấy. Mà tự nhiên anh đuổi việc Tường San làm cái gì? Làm em phải làm việc của cô ấy. Sao anh không gọi chị My yêu dấu của anh đến mà làm? Anh Long, sao dạo này cứ như người mất hồn ấy? À, sao em bảo em không gõ cửa? Em có gõ cửa rồi, nhưng mà anh không để ý đấy chứ. Rốt cuộc là anh đã có chuyện gì, anh phải nói thì em mới biết được chứ. Bây giờ ấy, chỉ có mỗi em là người thân duy nhất của anh thôi. Chả nhẽ anh không tin tưởng em à? Anh với Mi chia tay rồi. Có lẽ em nói đúng. Tình cảm của bọn anh bây giờ không còn như trước nữa. Giữa anh với Mi bây giờ chỉ còn khoảng cách là vô cùng lớn. Tôi muốn anh đưa tôi đến nhà ông Danh kia. Tôi phải cho nó một trận mới được. Cái tội dám cướp người đàn ông của tôi lúc tôi đang đi vắng. Cô có hiểu lầm gì ở đây không? Hôm đấy tôi nhớ rõ ràng Long Long kia đã phủ nhận hết tất cả mọi thứ rồi mà. Phủ nhận con khỉ ấy. Kể từ lúc mà tôi đuổi việc cô ta ấy, anh ta lúc nào cũng gọi nhầm tên tôi thì Tường San đi kìa. Đã thế, hôm qua anh ta còn từ chối quay lại với tôi nữa cơ đấy. Không phải là anh muốn ngồi đấy nhìn bạn gái cũ của mình bước lên làm bà chủ ấy chứ. Đến lúc đấy ấy, cô ta nhìn anh chỉ bằng nửa con mắt thôi đấy. Nhục lắm đấy. Ừ nhở. Sao tôi lại không nghĩ cái đấy nhỉ? Không được.
Tôi không thể để cho con danh này nó tại nguyện như thế. Đi, tôi đưa cô đến nhà cô ta. Nếu anh có tình cảm với Tường San ấy, thì mau đi nói với nó đi. Nó sắp cùng anh trai về quê để sống rồi đấy. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp lại phải chờ cả trăm năm đấy. Anh đừng có để bản thân phải hối hận, cũng đừng làm mất đi cơ hội có một bà chị dâu tốt của em. Alo, Bảo Linh à? Gửi ngay cho anh địa chỉ của Tường San nhé. Anh nghĩ thông rồi à? Anh đợi lát nhé, em gửi luôn đây. Ừ. Con Danh này, mày đây rồi. Hôm nay tao phải cho mày một trận được. Mày dám cướp hành lang của tao à? Cô kinh nhở? Tôi không ngờ cô thế này mà quyến rũ được chủ tịch cơ ấy. Hai người bị làm sao đấy? Hôm ở quán cà phê ấy, hai người đã thấy rõ rồi gì nữa. Tôi với anh Long ấy không có chuyện gì hết. Đôi khi là nhìn như thế nhưng mà sự thật thì nó không phải như thế đâu. Từ lúc mà mày nghỉ việc ấy, anh Long lúc nào cũng gọi tên mày trước mặt tao. Hôm nay ấy, tao phải cào nát cái mặt mày ra mới được. Phải, giữ lấy nó. Sao mà làm như này là vi phạm pháp luật? Cô bị điên à? Phải, tôi điên đấy. Anh làm cho tôi phải điên lên đấy. Sao? Thế cho nên ý là bây giờ tôi phải bắt cô ta phải trả giá. Mau thả Tường San ra. Tôi thật không ngờ cô lại có thể làm chuyện xấu xa như thế này đấy. Anh trai tôi đã cho người điều tra rồi. Chị ở bên nước ngoài đã là diễn viên hết đát rồi, lại còn không có vai diễn nào nữa chứ. Đồng thời chị biết được anh trai tôi vừa gây dựng lại được sự nghiệp. Chị muốn quay về đây để lợi dụng anh trai tôi chứ gì. Chị đừng có mà nằm mơ. Anh Long, không phải như thế đâu. Anh đừng tin em gái anh. Nó với bạn nó cùng một ruột cả đấy. Cô im đi. Tôi không phải trẻ con đâu mà để cô dắt mũi nhá. Tôi quyết định để tình xương nghĩa cũ, xin cho cô một vai diễn để cô có thể gây dựng lại sự nghiệp. Mà tôi không thể hiểu nổi tại sao có thể gây ra chuyện xấu xa như này đấy. À, anh đứng lại đấy. Không sao, người của anh đã đợi sẵn ở bên ngoài để đưa hắn lên công an rồi. Còn cô My, có lẽ bây giờ phóng viên đang đợi cô ở bên ngoài để phỏng vấn cô đấy. Anh đồ quá đáng. Nhân tiện đây tôi cũng phải cảm ơn cô một chuyện. Trên đường tôi đã suy nghĩ mãi, tôi không biết phải làm thế nào để mở lời với Tường San, thì đã có cô My đây nó giúp rồi. Các người cứ đợi đấy, tôi sẽ mãi mãi là diễn viên được hàng vạn người săn đón. Tránh ra. Tường San, anh xin lỗi em. Em đừng đi đâu nữa được không? Đi đâu cơ ạ? Anh tưởng là em với anh trai định về quê sống. Làm gì có chuyện đấy ạ? Thật ra ấy là cái chuyện này em bịa ra để anh tìm Tường San đấy. Hai người ấy mau cảm ơn em đi. Cái con mấy cái trò hư này mày. Chị dâu cứu em.